cảnh báo cấm hâm nóng ba loại thực phẩm này sớm rước bệnh tật, ung thư vào người, có ngày chết đột tử. Quý vị thân mến, nhắc đến cách ăn uống thì đa số người dân Việt Nam hiện nay đều vẫn giữ một thói quen là tính tiết kiệm từ thời ông cha ta, với suy nghĩ thức ăn thừa không nên đổ bỏ mà sẽ giữ lại và hâm nóng để ăn vào các bữa sau. Thế nhưng ít ai biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại, khiến nhiều người mắc phải các căn bệnh nguy hiểm như viêm loét dạ dày, đại tràng, sỏi thận, tiểu đường, thậm chí là ung thư. Chính vì vậy, mới đây các bác sĩ đã cảnh báo có 3 loại thực phẩm cô bác tuyệt đối không nên hâm nóng lại, bởi vì nó là mầm mống của tế bào ung thư, càng ăn càng nhanh chết. Ai cũng nên biết để mà tránh rước bệnh tật vào người. Vậy thì cụ thể những loại thực phẩm cấm hâm nóng đó là gì? Tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Thì ngay sau đây, hãy cùng với Tinh Hoa Cuộc Sống đi tìm hiểu ngay cô bác nhé. Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương có một bé 1 tuổi tử vong sau khi ăn trứng hấp. Con của chị Hoài ở Hà Đông, Hà Nội được mẹ cho ăn trứng. Từ khi bé tròn 8 tháng tuổi đến nay bé đã được 1 tuổi. Món ăn bé thích ăn mỗi ngày đó là trứng luộc. Tuy nhiên, việc sẽ chẳng có gì để nói cho đến một ngày như thường lệ. Khi đến bữa, chị Hoài đi hấp trứng còn thừa từ tối hôm trước cho con. Tuy nhiên, chỉ sau 2 giờ ăn món trứng hấp lại, đứa con chị có những biểu hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Đứa trẻ tử vong không lâu sau đó. Bác sĩ khuyến cáo nếu trứng gà được luộc chín lòng đào nhưng sau khi để qua đêm thì chất dinh dưỡng trong đó sản sinh ra vi khuẩn cực độc. Nếu ăn phải trứng gà biến chất như thế sẽ có hại cho sức khỏe. Do khi luộc trứng gà, nhất là trứng chưa chín kỹ, protein đã bị phá hỏng, sinh ra độc tố, lại để qua đêm, vì vậy vô tình rước độc vào người, gây nguy hiểm đến tính mạng. CDC Hoa Kỳ cảnh báo, ngay cả khi vỏ trứng trông sạch sẽ, không bị vỡ, thì chúng vẫn có nguy cơ chứa vi khuẩn, gây ngộ độc nghiêm trọng. Tổ chức này khuyến cáo mọi người nên ăn trứng ngay sau khi nấu, không giữ trứng hoặc thực phẩm làm từ trứng ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ đồng hồ, nếu nhiệt độ phòng lên đến 32 độ C hoặc nóng hơn. Ngoài ra, bác sĩ cho biết nhiều người có thói quen cất đồ ăn thừa trong tủ lạnh và hôm sau hâm nóng lại, hoặc nhiều nhân viên trong văn phòng thường mang cơm trưa đi làm và hâm nóng bằng lò vi sóng để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm lại được. Dưới đây là những món ăn tuyệt đối cấm hâm lại cô bác cần đặc biệt chú ý, kẻo tàn phá cơ thể, thậm chí là ngộ độc, ung thư. Thực phẩm đầu tiên mà cô bác chớ hâm nóng gây cực độc là cơm nguội. Thưa cô bác, người dân ta chắc chắn ai cũng đã từng ăn cơm nguội và hâm nóng, vì các cụ ngày xưa vẫn nói rằng hạt gạo là hạt ngọc trời, là mồ hôi xương máu của người dân lao động, nên tuyệt đối không được lãng phí, dù chỉ là một hạt cơm. Mặc dù tính tiết kiệm như vậy thì rất đáng quý, nhưng nó chỉ an toàn cho tính mạng chúng ta khi biết tiết kiệm đúng lúc. Còn riêng với cơm nguội, thì dù thừa đến đâu, cô bác hãy nhớ là tuyệt đối không được hâm lại để ăn cho bữa sau. Theo các chuyên gia, dẫu biết là hầu hết cơm nguội để lại ngay bữa sau đều không có mùi hay bị ôi gì, nhưng đó chỉ là cảm quan bên ngoài, còn bên trong từng hạt cơm chứa đầy vi khuẩn. Nếu ăn loại vi khuẩn này thì con người có thể bị chóng mặt và buồn nôn. Hơn nữa, khi cơm nguội được hâm nóng lên đến trên 60 độ C thì tinh bột sẽ hóa thành hồ và trở nên đông cứng trong ruột. Nếu cô bác ăn vào cơ thể lâu dần thì đây chính là gánh nặng đối với hệ tiêu hóa, đặc biệt là đối với người cao tuổi, vốn là những người có sức đề kháng
và hệ tiêu hóa yếu. Vì vậy, đừng nên hâm nóng lại cơm nguội để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình cô bác nhé. Loại thực phẩm thứ hai mà cô bác tuyệt đối không nên hâm nóng lại đó chính là trứng. Khi nhắc đến trứng, tôi lại nhớ đến món trứng kho thịt của mẹ hồi tôi còn nhỏ. Biết cả nhà thích món ăn này nên mẹ tôi thường kho cả một nồi thịt to với trứng để ăn dần. Có khi cả 3 đến 4 hôm không hết, nhưng vẫn thấy ngon cơm lắm đấy ạ. Tuy nhiên thì sau khi biết được trứng là một thực phẩm cấm hâm nóng thì cả gia đình tôi đều tá hỏa, nhất là mẹ tôi chẳng bao giờ dám làm nhiều mà chỉ làm đủ ăn trong một bữa. Các bác sĩ đã lý giải rất rõ ràng là tuy món ăn quen thuộc với mọi nhà, nhưng trứng lại là một thực phẩm được các chuyên gia cảnh báo không nên tiếp xúc với nhiệt độ nhiều lần. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, lòng đỏ trứng gà nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà khi liên tục bị tác động bởi nhiệt độ cao, nó sẽ biến thành các chất gây hại cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra, trứng lòng đào nếu để lâu càng phải vứt đi, chứ không nên tiếc, bởi điều này sản sinh ra vi khuẩn Salmonella có thể sinh sôi cực nhanh và dẫn đến ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Chưa kể, trong trứng còn có một số chủng vi khuẩn phát triển mạnh khi tiếp xúc với nhiệt độ từ 4,5 đến 65 độ C. Càng hâm nóng lại nhiều lần sẽ làm gia tăng lượng vi khuẩn có thể gây ngộ độc, khiến cô bác bị tiêu chảy hoặc đau bụng đầy hơi. Nên hãy nhớ là tuyệt đối không nên ăn trứng khi đã hâm nóng lại. Tốt nhất là hãy bỏ đi để tránh rước thêm bệnh tật vào người, tránh có ngày chết sớm. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết rằng cô bác cần phải tránh để trứng sống ra khỏi tủ lạnh quá 2 tiếng. Nếu thời tiết ấm và có nhiệt độ cao hơn 32 độ C thì phải hạn chế để trứng ở bên ngoài quá lâu. Bên cạnh đó, không nên để trứng ở cánh tủ. Nhiệt độ mở ra mở vào trong tủ thường xuyên thay đổi khiến trứng nhanh chóng bị hỏng hơn. Thay vào đó, cô bác nên để trứng vào hộp hay túi, cho vào ngăn mát. Đây là cách bảo quản trứng tốt nhất cô bác nhé. Tiếp theo là thịt gà. Nếu mà trong mâm cơm thừa thịt gà, 100% các bác đều giữ lại mà không bỏ đi. Nhưng đây là một sai lầm có thể gây chết người đấy cô bác ạ. Thịt gà phải nói là xuất hiện rất nhiều trong bữa ăn mâm cỗ của người Việt Nam chúng ta. Thế nhưng giờ đây xã hội kinh tế đều phát triển, nên đâu phải là bữa cơm chỉ có một món mà sẽ có món nọ món kia để có nhiều thứ gắp. Chính vì thế, thịt gà bị dư thừa thường sẽ được bọc lại và cất đi trong tủ lạnh để cho ăn vào bữa sau. Đổ cả đĩa đi thì đúng là quá lãng phí thực phẩm rồi. Tuy nhiên, các cô bác cần đặc biệt lưu ý, thịt gà dù dễ thiêu nhưng nếu mà để trong ngăn đá thì không vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ protein trong thịt có phản ứng tiêu cực khi bị tác động dưới nhiệt độ cao. Nếu làm nóng từ từ thì protein sẽ bị phá hủy dần dần, gây hại cho sức khỏe. Vì thế, tốt nhất là cô bác nên bỏ đi hoặc để ở bên ngoài và ăn cho bữa sau, chứ không nên hâm lại nếu không muốn cơ thể rước cả đống bệnh tật vào người, có ngày chết sớm đấy cô bác ạ. Thực phẩm trong danh sách cấm hâm nóng tiếp theo chính là rau xanh. Có bác nào ở đây thường xuyên nấu canh rau ăn một bữa cho cả ngày, hay là những bát canh rau còn dư để lại cho bữa sau không ạ? Thế nhưng thực tế thì rất có nhiều gia đình mắc phải thói quen này. Ngay cả gia đình những người làm chương trình chúng tôi thì cũng vậy. Thời gian bận bịu đòi hỏi nấu nướng làm sao để tiết kiệm thời gian hết mức có thể và nấu một bữa ăn cho nhiều bữa sau là cách tốt nhất. Tuy nhiên, sau khi biết được tác hại của việc ăn canh hâm nóng lại thì tất cả đều kinh hãi, vì không ngờ bao lâu nay mình đã ăn thuốc độc vào người. Theo các chuyên gia thì các loại rau xanh là thực phẩm tiếp theo đứng trong danh sách những thực phẩm cấm hâm nóng lại.
vì chúng sẽ cực độc sau đó. Hơn thế nữa, các loại rau đã qua chế biến chỉ có thể an toàn trong vòng 3 tiếng. Nếu để qua đêm quá 12 tiếng, thì lượng natri bên trong rau có thể cao gấp 10 lần bình thường đấy ạ. Vì vậy, khi mà thừa canh rau, tốt nhất là cô bác nên bỏ đi, không để qua đêm hoặc là hâm nóng lại, kẻo có ngày chết oan vì tiết kiệm thì đúng là không đáng một chút nào. Bên cạnh đó, còn có loại thực phẩm tiếp theo mà cô bác tuyệt đối không hâm nóng lại, kẻo có ngày ăn vào là chết đột tử, đó là các món ăn từ đậu. Nhắc đến đậu phụ thì đây vốn là món ăn quen thuộc với tất cả mọi người. Đây là thực phẩm vô cùng lành tính mà ai cũng có thể ăn được. Thế nhưng ăn và bảo quản đậu sao cho khoa học là điều không phải ai cũng biết. Đặc biệt đấy còn là thực phẩm cấm hâm nóng lại, vì chúng sẽ sản sinh ra rất nhiều độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng người ăn. Theo các chuyên gia, đậu phụ và các chế phẩm làm từ đậu đều có chứa lượng nước tương đối cao cùng với hàm lượng protein và dưỡng chất phong phú. Đây là một nguồn nuôi dưỡng dồi dào cho các sinh vật. Nếu để lâu, dễ sinh ra nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Đó là lý do vì sao mà các chế phẩm từ đậu tốt nhất là cô bác không nên để trong tủ lạnh và lưu lại cho đến bữa ăn thứ hai, tránh mang bệnh tật ung thư vào người, nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo là khoai tây. Đây là thực phẩm mà cô bác tuyệt đối không nên hâm nóng lại. Đừng chỉ vì tiết kiệm hay là tiếc rẻ đồ ăn thừa mà để lại qua đêm hoặc hâm nóng lại cô bác nhé. Nhất là khoai tây càng không nên. Theo các chuyên gia, chỉ ra sau 6 tiếng khi chế biến, khoai tây sẽ mất hết giá trị dinh dưỡng tốt nhất, là cô bác không nên ăn. Bởi lúc này khoai sản sinh natri, một số chất có thể gây ra bệnh ung thư mà chúng ta không thể ngờ tới. Vì vậy, cô bác hãy nấu đúng lượng cho một bữa ăn. Nếu có thừa, tốt nhất là bạn nên loại bỏ nó, không nên hâm nóng lại kẻo rước bệnh tật, lại hại cả gia đình. Món ăn tiếp theo không nên hâm nóng lại đó chính là hải sản. Có rất nhiều đài báo và video cũng đã nhắc đi nhắc lại về vấn đề này rồi. Việc cô bác bảo quản hải sản tươi sống trong tủ lạnh là hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhiều gia đình thường tụ họp để thưởng thức một bữa hải sản khi quây quần bên nhau. Thành ra, thừa rất nhiều hải sản đã chín mà sau đó hâm lại chúng, chẳng khác nào tự hại lấy mình. Theo FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo rằng đồ hải sản là một trong những thực phẩm không nên hâm đi hâm lại vì điều này sẽ gây hại cho sức khỏe. Nguyên nhân chính là vì hải sản rất giàu protein, nếu bị hâm nóng lại sẽ khiến cho chúng bị biến chất và gây tổn thương cho gan thận một cách nhanh chóng. Chưa kể ăn hải sản hâm nóng lại thì cũng còn ngon như khi vừa đun nấu xong. Tốt nhất là cô bác không nên mua hoặc chế biến quá nhiều hải sản trong một bữa ăn để tránh dư thừa và chỉ nên chế biến đúng lượng mà thôi. Nếu có lỡ mua quá nhiều thì nên cất trong tủ đông và chỉ lấy ra khi cần nấu. Tránh để quá lâu, đừng tiếc rẻ mà rước cả đống bệnh tật vào người thì đúng là bệnh từ miệng mà vào đấy ạ. Cô bác hãy nhớ rằng chỉ nên nấu một lượng thực phẩm vừa đủ ăn trong một bữa, tránh tình trạng thừa thãi, vừa không thể tận dụng được, vừa có thể gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, nếu gia đình cô bác có người già và trẻ nhỏ hoặc người mới ốm dậy, thì những thực phẩm này có thể đe dọa sức khỏe, có thể gây ra những tổn hại không lường đấy ạ. Bên cạnh thức ăn, thì nước đun sôi cũng là thứ mà chúng ta cần sử dụng hàng ngày, nhưng lại chứa cả tỉ mầm mống gây bệnh ung thư mà cô bác cần phải lưu ý. Có thể nhiều người vẫn nghĩ rằng nước đun sôi vốn rất an toàn, vẫn có thể uống thoải mái dù để qua nhiều ngày. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm, bởi thực tế là trong nước chứa nhiều natri. Đặc biệt là nước đun sôi quá lâu, nếu để quá 24 giờ thì lượng natri trong nước cao lên. Nhất là nước đun sôi để quá một ngày
thì hàm lượng natri có thể tăng gấp 1,3 lần so với nước vừa đun sôi. Tương tự thì nước trà xanh cũng chỉ nên sử dụng trong ngày. Lý do là bởi trà xanh để qua đêm không chỉ mất hết vitamin và dưỡng chất có lợi, mà còn sản sinh ra nhiều vi khuẩn có hại cho sức khỏe, thậm chí có thể gây ung thư. Nhiều người thường để nước có ga trong tủ lạnh để uống dần, nhưng họ lại không biết rằng loại nước này mà để lâu cũng có thể sinh ra nhiều vi khuẩn. Các nghiên cứu ước tính rằng nếu nước đã bị nhiễm khuẩn, cứ sau mỗi 20 phút sẽ sản sinh ra một loại vi khuẩn mới. Vì vậy, sau một đêm, lượng vi khuẩn sẽ sinh ra bao nhiêu, có lẽ ta không thể tính nổi nữa. Chính vì thế, nên nhà nào mà còn dùng nước đun sôi để nguội, trà xanh, thì hãy đun, hôm nào hết hôm ấy. Nước ngọt dùng đến đâu uống hết đến đấy. Đừng để lại chúng lâu ngày hay qua đêm, kẻo tế bào ung thư sớm có ngày đến hỏi thăm đấy cô bác ạ. Thưa quý vị, khi tuổi càng cao, miếng ăn giấc ngủ đều là rất quan trọng, được các cô bác quan tâm và bảo vệ đúng không nào? Tuy nhiên, chất lượng giấc ngủ của chúng ta thường kém đi ở giai đoạn này. Nhiều cô bác có xu hướng ít ngủ hơn và dễ bị thức giấc hơn vào nửa đêm. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể lẫn tinh thần, gây ra căng thẳng, mệt mỏi, rối loạn nhịp tim và phá hủy gan thận. Các chuyên gia cho biết, những thói quen ăn uống sai lầm sẽ khiến tình trạng giấc ngủ trở nên trầm trọng hơn. Chính vì vậy, việc chú ý đến ăn uống đúng cách là rất quan trọng. Sau 50 tuổi, để có được giấc ngủ chất lượng và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nghiên cứu cho thấy có 6 kiểu ăn uống phá gan hại thận, gây mất ngủ, tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Mời quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây để tuyệt đối tránh xa những kiểu ăn uống này, kẻo nguy hại đến tính mạng, nhanh chết hơn ung thư. Theo các chuyên gia, do những thay đổi liên quan đến tuổi tác, ở độ tuổi 40 và 50 thường gặp các triệu chứng như mất ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi và suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Để cải thiện tình trạng này, cô bác cần tránh 6 kiểu ăn uống sau 50 tuổi để ngủ ngon, giấc ngủ sâu đến sáng, giúp kéo dài tuổi thọ. 1. Ăn quá gần giờ đi ngủ. Sau tuổi 50, hệ tiêu hóa tuy yếu dần, dẫn đến việc ăn uống cũng không mấy hấp dẫn. Từ đó, nhiều cô bác ít ăn uống trong bữa chính, nên buổi tối thường cảm thấy đói và phải tìm đồ ăn thêm vào sát giờ đi ngủ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy đi ngủ khi bụng đói được xem là tốt cho sức khỏe hơn, bởi ăn muộn như vậy không chỉ có nguy cơ bị khó tiêu dẫn đến trằn trọc khó ngủ hơn, mà còn làm gia tăng tỷ lệ mỡ thừa, gây mỡ máu, béo phì, thậm chí là tim mạch, đột quỵ. Bởi vì nhiệt độ cơ thể thường giảm xuống khi đi ngủ, nhưng quá trình tiêu hóa muộn sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể. Điều này khiến cô bác khó ngủ hơn và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Nếu ăn quá gần giờ đi ngủ, sẽ tạo nhiều áp lực lên dạ dày và ruột, gây ra mất nước, làm giảm khả năng miễn dịch. Do đó, nếu cô bác thấy đói bụng khi đi ngủ, có thể ăn nhẹ ngũ cốc ít đường, cùng sữa ít béo, hoặc sữa chua khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, và hãy ăn buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 2 đến 3 giờ. 2. Ăn quá nhiều vào buổi tối. Buổi tối là khoảng thời gian đông đủ mọi người trong gia đình, nên thường được chế biến thịnh soạn. Do đó, đây là thời điểm nạp nhiều chất dinh dưỡng nhất trong ngày. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đồ ăn như vậy có thể gây chướng bụng đầy hơi, từ đó khiến cô bác khó ngủ, bởi vì dạ dày cần nhiều thời gian để tiêu hóa chất béo. Cô bác sẽ cảm thấy khó chịu khi nằm xuống. Do đó, hãy tránh ăn quá nhiều vào buổi tối. Chỉ nên ăn no 80% là đủ cô bác nhé. 3. Đồ ăn cay. Thức ăn cay thường là nguyên nhân gây ra chứng ợ nóng, khiến cô bác khó ngủ và khó chịu trong đêm. Vì vậy, cô bác nên hạn chế ăn ớt, cà ri và các loại thực phẩm có tính nóng khác.
chuyên gia cũng cho biết các loại thức ăn cay có tính axit cao, làm tăng nhiệt độ cơ thể, có thể làm cho chúng ta tỉnh giấc giữa đêm. Thay vào đó, cô bác hãy ăn nhiều rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để cải thiện giấc ngủ hiệu quả. 4. Đồ uống có cồn. Chuyên gia giải thích rằng uống một ly rượu nhỏ có thể giúp cô bác dễ ngủ, nhưng uống ngay trước khi đi ngủ lại khiến cô bác trằn trọc vào ban đêm. Và cô bác khó có thể ngủ sâu, liên tục phải thức giấc để đi vệ sinh, bị mất nước và đau đầu. Do đó, hãy hạn chế uống đồ cồn vào buổi tối. Nếu vẫn muốn uống, thì chỉ nên uống một ly nhỏ thôi cô bác nhé. 5. Uống trà hoặc cà phê vào buổi chiều. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nếu cô bác uống tách cà phê hoặc trà mỗi ngày vào buổi sáng, thì vẫn có thể khiến cô bác bồn chồn, ngủ không sâu giấc. Đặc biệt khi uống vào buổi chiều hoặc buổi tối, thì chỉ 1 đến 2 tách thôi chắc chắn sẽ khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Mặc dù vẫn có thể dễ ngủ, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô bác không thực sự tốt, sẽ ngủ không sâu hay bị chập chờn giữa đêm. Bởi cơ thể cần 6 đến 8 tiếng để xử lý và loại bỏ lượng caffeine cần tiêu thụ mỗi lần uống, nên cô bác hãy cân nhắc, nhất là người sau 50 tuổi. 6. Bỏ bữa để giảm cân. Khi tuổi cao, nhiều cô bác dễ bị mỡ máu và béo phì nên đã tìm đến các chế độ bỏ bữa để giảm cân. Tuy nhiên, nếu không ăn tối, cơ thể của cô bác không đủ chất dinh dưỡng để sản xuất ra hormone giúp dễ ngủ hơn. Thêm vào đó, bỏ bữa có thể tác động tiêu cực đến việc cân bằng hàm lượng đường trong máu. Điều này có thể dẫn đến phá vỡ nhịp sinh học, khiến cô bác thức dậy giữa đêm. Ngoài ăn uống, chuyên gia khuyến cáo có hai điều cực kỳ quan trọng cô bác nhất định phải thực hiện để có một giấc ngủ ngon. Theo bác sĩ đa khoa Nguyễn Xuân Quang, Học viện Quân y chia sẻ, bí mật của một giấc ngủ ngon không chỉ dựa vào việc ăn uống, mà cô bác cần phải ghi nhớ hai điều sau đây. 1. Ngủ nghỉ vào một khung giờ cố định. Theo chuyên gia, thời gian tốt nhất để ngủ là vào lúc từ 10 giờ đến 11 giờ đêm và thức dậy vào 6 giờ sáng hôm sau. Hãy thực hiện mỗi ngày, chắc chắn giấc ngủ của cô bác sẽ được cải thiện. Khi vừa ngủ dậy, cô bác hãy tận dụng 5 phút vàng để mát xa cổ, gáy, đầu, mặt cho tỉnh táo thì cực tốt cho sức khỏe. Sau đó hãy ngồi dậy, từ từ giúp mạch máu lưu thông, phòng tránh đột quỵ. Nếu có thể, hãy phơi nắng vào lúc này sẽ cung cấp vitamin D và tiêu diệt virus rất hiệu quả. Đến buổi trưa, cô bác chỉ nên ngủ 30 phút hoặc 1 giờ thì sẽ dễ ngủ ngon vào buổi tối. Cô bác hãy tập thể dục vào chiều tối bằng cách đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng như đạp xe, yoga, ít nhất 30 phút mỗi ngày, thực hiện trong vòng 5 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, cô bác mất ngủ hãy chú ý tránh tập trong vòng 2 giờ trước khi ngủ sẽ gây phản tác dụng, khiến tình trạng mất ngủ càng khó ngủ thêm. 2. Chuẩn bị cho giấc ngủ. Nhiều cô bác thường mất ngủ và trằn trọc quá 12 giờ đêm, khiến cơ thể rất mệt mỏi vào sáng hôm sau. Để cải thiện vấn đề này, cô bác hãy tạo môi trường thuận lợi, giúp dễ ngủ hơn, nhưng tuyệt đối không nên uống quá nhiều nước vào buổi tối, vì sẽ làm cô bác phải thức dậy đi vệ sinh nhiều lần, và ngưng sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính có ánh sáng xanh, thay bằng những hoạt động như đọc sách, thiền, viết nhật ký. Bên cạnh đó, 1 giờ trước khi đi ngủ, hãy giảm độ sáng của phòng và sử dụng các đèn ngủ có ánh sáng vàng hoặc màu cam. Khi đi ngủ, cô bác hãy tắt hết đèn, đảm bảo không gian tối, giúp cơ thể dễ tiết ra melatonin, giúp ngủ ngon hơn. Khi gần đến giờ đi ngủ mà có dấu hiệu buồn ngủ thì hãy dừng mọi hoạt động và đi ngủ ngay. Giường ngủ
thì nên sử dụng gối có đường cong mềm mại để đỡ khó chịu cho phần cổ như gối cao su non. Đặc biệt, cô bác nên sử dụng gối dài kê giữa hai đầu gối khi nằm nghiêng sẽ thoải mái hơn. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện. Bố mẹ bán nhà hơn 22 tỷ đồng cho con đi du học Mỹ. Trở về, con nhận lương 33 triệu đồng trên tháng, khiến bố mẹ tiếc hùi hụi. Tên tôi là Ngô Ngọc Mai. Vì tương lai của con trai tôi đã bán căn nhà của mình ở phố với giá khoảng 22 tỷ đồng vào năm 2015 và cùng con trai tôi sang Mỹ du học. Bây giờ đã 7 năm trôi qua. Khi nghĩ lại ngôi nhà mà tôi đã bán hồi đó, tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Vốn là công chức, thu nhập ổn định và có chút tiền tiết kiệm, năm 2008, tôi bắt đầu có ý định mua một căn nhà. Sau khi nói với ý tưởng này với chồng, không ngờ cả hai lại ăn ý và quyết định mua nhà ngay. Vào thời điểm đó, chúng tôi mua được một căn nhà rộng 226m², giá chỉ khoảng 6 tỷ đồng. Chủ nhà bán với mức giá như vậy là do làm ăn khó khăn. Ngôi nhà này được bảo trì rất tốt, có thể nói là một ngôi nhà sang trọng. Nhà to như vậy, giá rẻ như vậy, vợ chồng tôi đặt cọc và ký ngay. Sau khi mua nhà, gia đình tôi chuyển đến nhà mới. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc và cảm thấy rằng cả thế giới là của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mua một ngôi nhà lớn như vậy ở thủ đô. Sau khi ổn định nhà cửa, mọi suy nghĩ của tôi đều dồn hết vào việc học hành của con trai tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã đặc biệt trả giá cao để thuê một gia sư để kèm cặp con trai tôi học tập. Tôi nghĩ giấc mơ của tôi trong cuộc đời này là để con trai tôi được nhận vào đại học, để sau này cháu có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi học trung học, con trai tôi không học giỏi các môn khác ngoại trừ môn tiếng Anh. Sau kỳ tuyển sinh đại học năm 2015, điểm số của con trai tôi không đủ điểm để đỗ vào trường như Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại Thương, mà chỉ đỗ được ở các trường trung bình như Kinh tế, Trường Kỹ thuật Công nghiệp. Lúc ấy tôi nghĩ rằng học các trường này rồi ra trường đi làm chỉ là lãng phí thời gian, không có chút cạnh tranh nào cả. Lúc này một đồng nghiệp chợt nảy ra sáng kiến: nếu cho con ôn thi TOEFL, khi có chứng chỉ sẽ đi du học Mỹ, sau này khi về Hà Nội sẽ tìm việc dễ, mức lương đầy hứa hẹn. Khi tôi nghe ý tưởng này, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay. Nhưng tôi đã tham khảo, nếu sang Mỹ du học thì cần bỏ ra ít nhất khoảng 6,6 tỷ đồng. Vợ chồng tôi không đủ tiền, muốn đi thì phải bán căn nhà ở ngoại thành Hà Nội rồi mới có thể sang Mỹ du học. Sau này tôi hỏi ra thì căn nhà 226m² của tôi có thể bán với giá khoảng 22 tỷ đồng theo giá thị trường. Số tiền này chắc chắn đủ cho sinh hoạt phí của con tôi ở Mỹ trong 4 năm. Vì vậy, tôi đã nói với chồng những gì tôi nghĩ. Nhưng chồng tôi nghe xong thì kiên quyết không đồng ý và nói: ở trong nước học đại học cũng tốt, trường đại học bình thường cũng được, không có gì sai, trình độ học vấn là một phương diện, quan trọng hơn chính là tương lai, năng lực tại xã hội. Nếu gia đình giàu có thì sang Mỹ không có gì là sai, nhưng chúng ta không có tài sản gì thêm ngoài căn nhà. Nếu anh bán nhà thì sau này chúng ta sẽ sống ở đâu? Chúng ta phải làm gì khi mai này con trai kết hôn? Tôi phản bác: ông đúng là cổ hủ, chỉ biết lợi trước mắt mà không biết tính lâu dài. Nếu con trai ông đi du học ở Mỹ và sau này về Hà Nội với mức lương hàng trăm triệu, con trai chúng ta vẫn không thể mua được một ngôi nhà hay sao? Cuối cùng, tôi không chịu nghe lời khuyên của chồng mà nhất quyết đòi bán nhà. Thị trường bất động sản lúc đó rất tốt. Sau khi giao bán chưa đầy 2 tháng, tôi đã bán được với giá khoảng 22 tỷ đồng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, con trai tôi đột nhiên nói với tôi: "Mẹ, con hơi sợ, mẹ đi với con được không?" Con trai tôi được tôi nuôi nấng từ nhỏ. Tôi cũng sợ cháu không thích nghi được với cuộc sống một mình bên Mỹ. Vì việc học hành của các con, tôi dốc hết sức lực, lấy hết can đảm xin từ chức. Khi tôi từ chức, lãnh đạo của tôi liên tục thuyết phục tôi không từ chức mà hãy đợi đến thời gian nghỉ hưu. Nhưng vì lợi ích của con, cuối cùng tôi đã từ chức. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tôi cùng con bay sang Mỹ. Chồng tôi làm việc ở Hà Nội, một mình và thuê nhà ở. Khi đi, tôi cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy chồng mình thật đáng thương. Tôi bỏ anh ấy lại ở Hà Nội, lái xe đưa anh đến căn nhà cho thuê. Lúc đó, ý tưởng của tôi là sau khi con trai tôi tốt nghiệp và có một tương lai đầy hứa hẹn ở Hà Nội, tôi sẽ mua một căn biệt thự lớn hơn cho chồng để anh ấy có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi đã bỏ ra một số tiền thuê một căn nhà ở Mỹ để con trai tôi có cuộc sống tốt hơn. Sau đó, tôi và con trai tôi sống cùng nhau hàng ngày ở Mỹ. Nhưng sang Mỹ chưa được bao lâu, chồng tôi liên tục gọi điện cho tôi, bảo: "Em mau về đi, em ở Mỹ mỗi ngày, sau này con trai em sẽ ngày càng ỷ lại vào em. Điều này không tốt cho sự trưởng thành của nó. Em phải để nó học cách tự lập và hòa nhập với xã hội." Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Tôi sợ rằng sau khi tôi rời Mỹ và trở về, con trai tôi sẽ không an toàn ở đó. Với lối suy nghĩ này, tôi đã ở Mỹ được 4 năm và mãi đến năm 2019, tôi mới cùng con trai trở về Hà Nội. Khi chúng tôi trở lại đây, gia đình chúng tôi đã hết tiền, nhà không còn, chỉ có con trai chúng tôi có bằng cấp ở Mỹ. Nhưng không lâu sau đó, khi trở về Hà Nội, đồng nghiệp cũ của tôi đã nói với tôi: "Ồ, cuối cùng thì bạn cũng đã trở lại. Bạn có biết căn nhà bạn bán năm 2015 đã tăng bao nhiêu không?" Tôi nói: "Bao nhiêu?" Đồng nghiệp nói: "Ồ, bây giờ thật kinh khủng. Sau khi bạn đến Mỹ, giá nhà lại tăng lên chóng mặt. Giá thị trường của ngôi nhà bạn hiện là khoảng 53 tỷ đồng. Nó cao hơn khoảng 33 tỷ đồng so với khi bạn bán nó trước đây." Sau khi nghe xong, tôi vô cùng sốc, tim đập nhanh hơn và không thể chấp nhận được. Cảm thấy mình đã mất khoảng 33 tỷ đồng một cách vô ích. Trong vài năm đó, tâm trạng của tôi không thể bình tĩnh lại. Chồng tôi nói: "Nếu mình không đi Mỹ, gia đình chúng ta đã kiếm được 33 tỷ đồng trong suốt những năm qua." Sau khi nghe điều này, tôi đã rất tức giận và nói: "Sau khi con trai chúng ta tìm được việc làm, tiền lương hàng năm có thể hàng trăm triệu, mua nhà dễ như ăn bánh." Tuy nhiên, một tháng sau, con trai tôi nói với tôi: "Mẹ, con tìm được việc làm ở một công ty ngoại thương, lương khoảng 26 triệu đồng, bao ăn trưa. Con sẽ mua năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Một năm còn được đi du lịch miễn phí 2 lần. Nghe đến đây, tôi trực tiếp ngồi phịch xuống sofa, trong lòng như có gai đâm vào tim, thực sự không thể tiếp nhận được. Tôi thầm nghĩ mình có nên bán nhà và cho con đi du học ở Mỹ và chỉ nhận được mức lương như vậy khi trở về không? Hơn nữa, con còn làm trong một xí nghiệp tư nhân, ngày nào cũng phải tăng ca. Cuộc sống còn vất vả hơn cả tôi khi trước. Kể từ khi con trai tôi đi làm và nhận được mức lương như vậy, ngày nào tôi cũng cảm thấy không vui khi ở nhà. Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân mình. Có phải lúc đó tôi đã thực sự làm sai điều gì không? Với mức lương hiện tại của con trai tôi, chưa nói đến việc kiếm lại ngôi nhà ban đầu, ngay cả việc cưới một cô vợ ở Hà Nội trong tương lai cũng sẽ là một vấn đề. Nhưng tôi đã an ủi mình rằng con trai tôi sẽ thành công trong tương lai. Kể từ khi trở lại Hà Nội vào năm 2019, để thay đổi tình hình tài chính của gia đình, tôi đã đi tìm một công việc. Nhưng trong công ty, những người khác cho rằng
tôi đã quá già và tôi thường không được lòng mọi người. Lời nói của sếp cũng rất khó nghe. Có lúc anh ấy còn nói thẳng: muốn làm thì làm cho tốt, không muốn thì nghỉ đi. Nghe xong câu nói, tôi không kìm được mà chạy vào nhà vệ sinh, lén lút khóc. Lúc này tôi mới hối hận vì đã rời nơi làm việc cũ và sang Mỹ. Bản thân không từ chức thì làm trong cơ quan cũ sẽ rất vui vẻ, hoàn toàn không cần nhìn mặt người khác. Hy vọng duy nhất của tôi bây giờ là con trai tôi thành công. Nhưng sau khi về Hà Nội, sau 2 năm, công việc của con trai tôi vẫn không có gì tiến triển. Ở công ty đó, lương có tăng một chút nhưng không nhiều. Hiện tại, lương chỉ có khoảng 33 triệu đồng. Bây giờ con trai tôi đã 26 tuổi và không có bạn gái. Mỗi lần tôi nói với con trai, con cần phải can đảm hơn và lập gia đình sớm hơn. Nhưng con trai tôi nói với tôi, họ đều không thích con vì con không có nhà, không có xe, không có tiền, có nhà thì tốt biết mấy. Khi nghe điều này, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Theo những gì con trai tôi nói, quyết định hồi đó thực sự là một sai lầm và tôi rất hối hận. Không bán nhà thì ít nhất trong nhà cũng phải có một căn. Con trai tôi lấy vợ lại càng dễ tìm bạn đời. Tuy nhiên, tôi đã quá già để giúp đỡ con trai mình và nó sẽ phải dựa vào chính mình trong tương lai. Gần đây, khi tôi vô tình biết được giá của căn nhà tôi bán bây giờ khoảng 89 tỷ đồng. Xem xong mức giá này, tôi như người mất hồn, tiếc đến mất ăn mất ngủ, cảm thấy bán căn nhà đó đi là ân hận cả đời. Căn nhà năm 2015 bán khoảng 22 tỷ đồng. Theo giá thị trường hiện nay, lỗ khoảng 67 tỷ đồng trong 7 năm. Với khoảng 67 tỷ đồng, ước tính cả đời con trai tôi cũng không thể kiếm được ngần ấy tiền. Gần đây, tôi đã suy nghĩ về điều đó. Một gia đình như chúng tôi không giàu cũng không nghèo, thực sự không cần thiết phải bán nhà và cho con đi du học. Nếu thực lực kinh tế của gia đình tương đối vượt trội thì sang Mỹ du học và nhìn ra thế giới cũng không tệ. Nhưng đối với những gia đình bình thường như gia đình tôi lúc ấy, tôi nghĩ thà quên đi còn hơn. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các cô bác đã quan tâm theo dõi hết video. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và tín hiệu quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.